Hello, chào anh em buổi chiều nha. Ôi buổi chiều chứ nhầm. Đó, lên cho em xe Innova 2007 bản G, nhưng mà mình thùng sơn xe rất là liền nha anh chị nha. Em mới lấy về đang cho thợ thay bơm xăng. Thì mới lấy được. Anh em nào có nhu cầu sử dụng dòng này thì liên hệ em được chủ nhân lên mâm G nè. Đó, cái xe rất đẹp, 4 mâm 4 vỏ ok. Đó, kiểm cũng còn. Đó, vô lăng G hai dàn lạnh. Chất xe thì còn đẹp miên man. Túp lô túp ly đẹp nè anh chị ha. Đó, dàn ghế dàn bọng ngon lành chưa? Đó, tiếp lô tiếp ly nữa nè. Quá là ok. Chỗ chày này em sẽ quýnh bát lên chị ha. Quýnh bát rồi là ra hết rồi. Tiếp lô tiếp ly nè. Quá ok luôn. Đó. Máy êm lắm anh chị nha. Trần nỉ riêng theo xe nè, bọc xe ly rồi, có hai dàn lạnh luôn. Lạnh lên, hai chìa khóa lóc cửa từ xa đầy đủ. Đó. Mâm lớp vỏ ok. Đó. Chắc xe cũng còn khá anh chị nha. Đó. Cụm đèn đánh bát nè mới tin này. Đăng kiểm thì cuối tháng 6. Dây này thì nó không có độ, không có lên form, cho nên kiểm bình thường anh chị. Dây heo form 27 đúng ha. Anh em mua về cứ kiểm bình thường thôi. Còn kiểm không gành thì hỗ trợ anh kiểm cho anh chị mình ha. Đó, dàn ghế túp lô túp ly bon điện còn khá nè. Đó. Cũng còn khá là ok anh chị ha. Đó. Mâm xi cua nè. Mâm xi cua vỏ còn khá ok. Đó. Còn ngon, được. Ok á, keo chỉ lòng dè còn luôn anh chị. Di mà còn lòng dè còn keo chỉ luôn. Hàng hiếm à. Máy im lạnh teo. Bơm xăng hơi yếu anh chị ha. Là đề nó hơi lâu lên nè. Nhưng mà em thay lại anh chị ha. Thay 1 triệu mấy bạc là nó ngon lành nè. Dù mình biết thì nó không sao, còn mình không biết nó sẽ khác. Vô lăng 4 chấu đặc trưng nè. Càng cũng ngon ngon, củ số hay hiện rõ. Máy lạnh cũng còn khá anh chị nha. Trợ lực nhà tay à. Giật cái máy cho em nghe tiếng máy nha. Máy ngon. Máy ngon, sàn cũng còn khá là mới anh chị ha. Máy dơ quá. Máy chưa vệ sinh, đem bọng nhãn mát còn thiếu. Cái bộ hơi dơ, nói chung là xe mà chưa dọn anh chị cho nên nó hơi dơ. Dọn nó sẽ khét ha. Em thì em không có ngại quay mấy vấn đề mà xe sống hay là chưa gỡ máy, không có ngại anh chị. Mua sao quay vậy bình thường, đâu quan trọng gì đó. Xe nào mua về phải cũ, mua ngay dân mà phải mua qua lái đâu. Mua dân là xe nó phải xấu gì. Còn mà anh em mua chiếc xe mà thấy mới tin là qua lái rồi, nó mới dọn mới đẹp. Máy không đơn hơi đơn khối luôn. Máy còn rất là chất lượng nha, dây cu loa mới thay luôn anh chị. Là dây cu loa mới thay rồi ha. Máy êm lắm. Chạy ngon. Mâm vỏ cứng khừ. Quay cái sàn này anh em mình xem luôn nè. Sàn chất lượng luôn, dày cui luôn. Sắc xe cứng khừ. Sàn đẹp á chị, anh chị ha. Innova G nhưng mà sàn vậy là quá ok rồi. Túp lô túp ly liền, dàn ghế cũng đẹp. Nguyên dàn ghế mày mới, hai dàn lạnh luôn nha. Ở đây lạnh lạnh teo luôn á, đã lắm. Giá thành rẻ anh chị ha. Có 175 triệu thôi. Là anh em mình sở hữu xe Innova G rồi. 8 chỗ ngồi, lên full G. Đúng form, không có sợ bị kiểm làm khó anh chị nha. Đó, em đi bằng cru tự động. Đây còn Atis nữa nè, còn Mazda nữa nè, ở trong nó còn Matiz, còn Spark, rồi còn Camry, rồi còn Ertiga, nhiều xe lắm, anh em qua lựa nha. Bên em Thịnh thì nhiều xe lắm, anh em qua lựa thoải mái nha. Anh em nào xem được xe nào ủng hộ cho em Thịnh nha. Anh em mua xe gọi vào số bạn nhân viên bên em 0866 6789 71. Địa chỉ cửa hàng anh em cứ gọi Google Thịnh Bến Tre. Cảm ơn anh em nhiều nha.